Rất vui được gặp lại các khán giả của Duy Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh một cặp đồng hồ song sinh nhưng lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Xin giới thiệu với các bạn Tissot Chemin de Tourenne và Olympianus OP9934. Hai mẫu đồng hồ chung một phong cách, chung một tổng thể về thiết kế nhưng lại thuộc về hai trong số những thương hiệu thành công nhất ở Việt Nam những năm qua. Trước tiên, hãy nói về chiếc Tissot. Ra đời như một dòng đồng hồ cơ size lớn chủ lực của thương hiệu này, Chemin de Tourenne mang cái tên gợi nhớ đến con phố nơi đại bản doanh đầu tiên của Tissot được xây dựng vào năm 1907. Nếu như dòng Lolloc là biểu tượng vĩ đại nhất của hãng thì Chemin chắc chắn chỉ đứng sau huyền thoại này. Với một thiết kế cổ điển, sang trọng, đậm chất truyền thống của quê hương ngành công nghiệp đồng hồ, Chemin là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những ai sở hữu chu vi cổ tay từ khoảng 17cm trở lên, với đường kính là 42mm, khoảng cách giữa hai tay càng là 48mm, cùng độ dày là 10,89mm. Một kích thước cân đối và hoàn hảo cho một wristwatch size lớn. Nét đặc trưng tiêu biểu của Chemin chủ yếu đến từ các thiết kế cọc số, bao gồm là 4 cọc số chính, bằng ký tự La Mã được đặt ở 4 góc là 12 giờ, 3 giờ, 9 giờ và góc 6 giờ, kết hợp với các vạch số ở các vị trí còn lại. Cách thiết kế này tạo nên những điểm nhấn ấn tượng cho sản phẩm. Thêm vào đó thì hoa văn Cloud de Paris được thể hiện ở phía rìa ngoài cùng với hoa văn Sunburst được đặt ở khu vực trung tâm, tạo nên một sự đảo ngược so với dòng Lolloc. Ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có ô cửa sổ lịch ngày, kết hợp với đó là khung vỏ cứng cáp với bezel cong 3 chiều cổ điển. Đương nhiên là không thể thiếu một nắp đáy phô diễn ra cỗ máy Powermatic 80 đình đám. Tự chung lại thì chúng ta có một mẫu đồng hồ cơ tự động sang trọng, lịch lãm, được sản xuất theo chuẩn Swissmade, tức là bộ máy Thụy Sĩ, đồng thời công đoạn lắp ráp và kiểm định cũng đều được thực hiện tại Thụy Sĩ. Quá tuyệt vời để trở thành chìa khóa đầu tiên giúp bạn khám phá ngành công nghiệp đồng hồ có tuổi đời hơn 400 năm này. Tuy nhiên với mức giá khoảng hơn 20 triệu đồng thì chưa phải tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận được khi mới bước chân vào hành trình khám phá của thú chơi đồng hồ. Nếu bạn yêu thích thiết kế của Chemin nhưng lại chưa sẵn sàng bỏ ra một ngân sách như vậy thì hãy đến với mẫu đồng hồ thứ hai của chúng ta. Olympianus 99034 không khác gì một chiếc Chemin de Tourenne được tái sinh trong một chiều không gian khác. OP, một thương hiệu có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, nay tập trung toàn bộ cho thị trường phổ thông ở châu Á với tôn chỉ chất lượng tốt từ bộ máy cho đến hoàn thiện, kết hợp với một thiết kế đẹp ở một mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Cụ thể là ở đây chỉ với khoảng 5 triệu đồng thì chúng ta đã có một mẫu đồng hồ máy cơ tự động đi kèm kính sapphire nguyên khối. Với OP99034, các bạn sẽ sở hữu một wristwatch với nền tảng thiết kế lấy cảm hứng từ Tissot Chemin de Tourenne, cũng là 4 cọc số La Mã với kích thước lớn, cũng là vân Cloud de Paris tinh xảo. Tuy nhiên, không chỉ là một bản copy của T099, trong sản phẩm này, OP cũng đã khéo léo thay đổi một số những yếu tố cơ bản để vừa tạo nên sự khác biệt, vừa phù hợp hơn so với thị trường châu Á. Đầu tiên, đó chính là bộ kim lá thanh mảnh thay thế cho kim pencil. Lựa chọn thông dụng này sẽ giúp thiết kế trở nên trung tính, nhẹ nhàng và phù hợp hơn với văn hóa của người châu Á. Thứ hai, đó chính là ô cửa sổ open heart ở góc 9 giờ, xu hướng thịnh hành nhất trong những năm gần đây, được coi là sự cách tân ấn tượng cho những thiết kế cổ điển. Dĩ nhiên là mẫu này cũng sẽ có cả nắp lưng kính ở phía sau để phô diễn bánh đa màu vàng nổi bật của thương hiệu OP. Thứ ba là chúng ta có một lớp vỏ 2 tầng với bezel cong 2 chiều, mang đến yếu tố độc đáo và lạ mắt. Và cuối cùng, đó chính là đường kính 40mm, khoảng cách giữa hai tay càng trên và dưới là 46,8mm, phù hợp với chu vi cổ tay của đa phần người châu Á. Bạn chỉ cần chu vi cổ tay từ khoảng 16cm trở lên là đã có thể đeo vừa vặn mẫu này. Ví dụ như là chu vi cổ tay của mình là 16,5cm. Như vậy là chúng ta đã cùng đánh giá hai lựa chọn đồng hồ với cùng một phong cách thiết kế nhưng lại ở hai phân khúc giá hoàn toàn khác nhau. Nếu các bạn đánh giá cao nội dung của video này thì hãy cho mình biết ý kiến ở phần bình luận bên dưới, đồng thời có những gợi ý về những sản phẩm mà các bạn muốn đánh giá nhé. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.